Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các trang để lấy tài liệu máy may công nghiệp. Ví dụ như đây là trang máy may công nghiệp bên test và chia sẻ kinh nghiệm ngành may. Các bạn vào phần xem thêm và các bạn vào phần file thì nó cũng có rất nhiều là tài liệu. Đó, các bạn thấy không? Có nhiều tài liệu lắm. Bạn có thể xem. Đó, hoặc là các bạn quay về trang chủ của nó. Đây là phần trang chủ, nó cũng có rất nhiều là tài liệu về hướng dẫn chỉnh máy. Này, tất cả các loại máy luôn. Đó. Và các bạn cũng có thể lấy các tài liệu khác như tài liệu hướng dẫn lỗi và các máy khác, ví dụ như máy Pro nè. Các bạn có tất cả các loại máy trong này luôn, các bạn có thể lấy tự do. Chỉ cần đào về thôi. Đây là hoàn toàn miễn phí nha. Đó, và đây là trang máy may công nghiệp. Và trong cái trang máy may công nghiệp này thì nó có các loại máy và cách reset và các chương trình chỉnh máy luôn. Và các tài liệu vui nữa. Các cách hướng dẫn chỉnh cụ thể. Đó, ví dụ như chỉnh máy nè, các bạn thấy không? Hướng dẫn rất là cụ thể. Đó, một số cái video rất là hay. Cách hướng dẫn, cách sửa lỗi và các bản điện tử trên này cũng có luôn. Đó, các chương trình nè. Cách khóa tốc độ hay cái gì trên này đều có hết. Mọi khóa tốc độ có luôn, mình cũng có up trên này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tới trang thứ ba, đó là nếu mình vào trang này là trang máy may công nghiệp Pentest, trang thứ nhất, trang máy may công nghiệp là trang thứ hai. Và tiếp tục trang thứ ba là trang pentest.net.vn, trên này cũng có rất nhiều là tài liệu. Còn trang thứ tư nó sẽ là trang tài liệu pentest.com. Trang tài liệu bên test.com thì nó bao gồm tất cả các tài liệu của ba trang kia gộp lại. Để mình chỉ các bạn cách để vào trang tài liệu bên test.com. Các bạn vào trang máy may công nghiệp thì nó sẽ có trang tài liệu bên test.com, mình có chia sẻ hết trên mấy cái trang web mà mình giới thiệu này. Bạn chỉ cần nhấp vào link thôi là bạn có thể vào các trang, và trên cái trang này nó có rất nhiều cái tài liệu hướng dẫn chỉnh máy. Để mình mở cho các bạn xem tài liệu máy may nè. Các bạn thấy không, nó có rất nhiều tài liệu hướng dẫn chỉnh máy. Cái này là chỉnh phần cơ và cơ bản, nó có rất nhiều, nó tới 3 trang lận. Máy xăm lai cũng có nè, máy cuốn ọt sườn, cuốn ống nè, máy vắt sổ 5 chỉ, 4 chỉ nè, có hết. Cả máy mục kim cũng có luôn. Đó, máy bước nè, máy thủ khuy nè, máy hai kim đều có hết. Và các bạn muốn vô phần điện tử thì nó cũng có luôn, rất là nhiều. Ví dụ như máy Yuki nè, có các loại máy Yuki của Trung và của Nhật đều có cả. Ví dụ như máy của Trung thì nó cũng, mình mở cho các bạn xem nè. Đây, máy của Trung nè, cách hướng dẫn của nó đều có nè. Đó, và có nguyên cả cái file để các bạn có thể xem và chỉnh nó. Đó, file này rất là nhiều, nó hướng dẫn rất chi tiết và có các chương trình luôn. Mình kéo xuống cho các bạn xem nha. Đó, các chương trình để vào và chỉnh tốc độ, reset gì có hết, dùng kim gì có sạch trong này luôn, các lỗi của máy đều có luôn. Đó, rất chi là dễ đọc, nó là file PDF. Và để mình vào, mình mở lại con máy Pro đi cho các bạn xem. Đó, máy Pro này có rất nhiều luôn, bạn thích vô máy nào cũng có.
hướng dẫn cả chương trình chỉnh luôn. Lập trình khuy nút bọ gì khó hết, nó có tới lận 5 trang lận. Về máy Pro. Đó, các bạn thấy không? Toàn đời mới không? Ví dụ như máy jack cũng có luôn. Để mình đi kiếm con máy jack đây, nó đây. Đó, nó có rất nhiều loại luôn, toàn đời mới không? Đó, nó tới 7 trang lận. Các bạn cứ vô xem từ từ. Ví dụ như con jack A3 mình mở cho các bạn xem này. Nè, nó có tất cả các chương trình luôn này. Đó, có cả bản báo lỗi luôn. Và để mình mở cho bạn các hãng khác nữa nè. Nó có rất là nhiều hãng ở dưới này luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất nhiều thấy không? Đủ các loại luôn. Siroba cũng có các loại luôn nè. Đủ các loại đời mới không? Đó, các bạn vô thì các bạn nhấn vào chữ còn generic nè thì các bạn sẽ xem được hết của cái tài liệu của cái trang đó. Rồi các bạn muốn download thì các bạn sẽ nhấn vào phần download. Phần download này thì nó có group máy may nè. Đó là cái trang máy may công nghiệp Bentest. Đó, các bạn cũng có thể vào xem tất cả các tài liệu trong này. Để mình... Các bạn thấy không? Nó có rất là nhiều. Coi lại. Và các bạn tham gia máy may công nghiệp nè. Đó. Các bạn nhấn vô là nó tham gia luôn trang máy may công nghiệp. Là các bạn muốn xem YouTube hướng dẫn trên máy thì nó cũng có luôn. Trong này nó sẽ có YouTube hướng dẫn trên máy nè. Các loại máy. Và mình đang cập nhật thêm một cái YouTube nữa, cũng về hướng dẫn chỉnh máy. Và nó sẽ chi tiết hơn cái YouTube này. Và mình sẽ up cái YouTube đó lên sau. Và link này là link để download tài liệu. Bạn chỉ cần nhấp vào đây là bạn sẽ download được một số tài liệu trong này. Những tài liệu nào bạn cần thì bạn download. Ví dụ như máy Yuki thì bạn cũng có thể nhấp vô và bạn download. Nó hiện ra rất là nhiều file. Bạn thích loại nào thì bạn vào bạn download lại đó. Và các tài liệu khác về các loại máy bên thiết bị bán hàng cũng có trong này luôn. Nếu mà bạn nào bên ngành đó thì bạn có thể vào thì xem thêm. Và phần tin tức này thì cũng có một số tài liệu trong này, ví dụ như chỉnh hộp điện tử này, hộp Trung Quốc ngày xưa này, hoặc bây giờ như lúc trước thì nó sẽ là hộp mật khẩu 2013 mà bữa nay nó chuyển lên mật khẩu 6868. Các bạn cũng có thể xem trong này vì nó có rất nhiều tài liệu trong này rất là hay. À, ví dụ mình mở lên nè. Đó các bạn xem nè. Cách cài đặt và chỉnh nè, đó các bạn thấy không? Một số chương trình nè, cài nè, reset nè. Và thông số để chỉnh máy nè. Nó cũng rất là chi tiết bằng báo lỗi. Các bạn nhớ tham gia xem và theo dõi nhé. Còn đây là link để về các YouTube mình đã hướng dẫn để các bạn xem YouTube. Nè, ví dụ hướng dẫn về cách chỉnh máy nè. Đó, bạn có thể thay, tháo, chỉnh các bộ phận bên trong và bên ngoài và chỉnh, học sửa máy. Đó, nó có rất nhiều là video nha.
các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu thêm các kênh video của mình. Tại mình hiện tại thì đang làm từ từ và đang up lên. Các bạn nhớ lưu link lại và xem. Và bây giờ mình giới thiệu, hiện tại là sẽ có 4 kênh. Một là kênh tài liệu bentest.com, bạn có thể gõ theo đường link này. Đó, hiện tại là có 4 kênh. Các bạn có thể gõ theo đường link là tài liệu bentest.com thì nó sẽ ra trang tài liệu này. Và trong này nó có tất cả tài liệu của 3 trang kia. Hai là bạn sẽ vào trang máy may công nghiệp Bentest chia sẻ kinh nghiệm ngành may. Trong này nó cũng có rất nhiều tài liệu về ngành máy và các anh em có thể hướng dẫn, trao đổi cho nhau. Đây là group về máy may công nghiệp Bentest chia sẻ kinh nghiệm ngành may. Hiện nhóm đã đạt gần 5.000 thành viên. Và trang này là trang máy may công nghiệp. Và trong trang này thì có rất nhiều tài liệu về hướng dẫn chỉnh máy mình đã chia sẻ trên này. Cả YouTube và cả cách reset của các loại máy, loại mới nhất, loại cũ gì cũng có hết. Anh em có thể giới thiệu xem. Đó. Còn trang thứ tư là trang bentest.net.vn. Trang này cũng có rất chi là tài liệu. Trang này là đợt đầu tiên mình làm, mình up trên này. Chắc nhiều anh em cũng đã biết. Và bây giờ thì mình làm thêm kênh YouTube này để cho các anh em tham khảo thêm. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Và hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất.